cấp lắm rồi. Ui, sửa bao lần rồi đấy. Tài xế thì vẫn ở trong cabin và một tài xế xe men thứ hai là trôi cách xa đấy khoảng 10-45 cây ạ. Cầu phao mới lắp thử nghiệm mà bên kia nó đang ấy, đang giải đá xuống ấy ạ. Cái cầu Phong Châu mà giờ đi cầu Cẩm Lý này nghe vẻ là cũng ghê ghê nhỉ. Mong sao các bác lãnh đạo làm cái cầu khác đi. Cầu này nghe vẻ cũng xuống cấp lắm rồi. Tu sửa bao lần rồi đấy. Mong sao các bác làm cái cầu to hai làn đi cho nó mướt nga. Cầu này nghe vẻ kêu cứ lục cục đi. Bao giờ mới có cầu mới đây? Cầu Cẩm Lý, Bắc Giang, Hải Dương. Đối liền với đường sắt. Tên C người ở khu 2 dân quyền Đan Đông Mũi Thọ đấy ạ. Hiện tại trưa nay được tìm thấy rồi ạ. Dạ được rồi anh Tiến Nguyễn Sĩ nhá. Hai tài xế xe ben đã được ấy ạ. Đã được tìm thấy rồi ạ. Cầu phao lắp được rồi. Dạ cầu phao mới lắp thử nghiệm thôi chị ạ. Hiện tại lực chức năng bên đang đây ạ. Đang bờ kè lại hai bên ạ. Mới lắp thử nghiệm ạ. Đây ạ. Cầu phao mới lắp thử nghiệm mà bên kia nó đang ấy, đang giải đá xuống ấy đấy. Để xuống làm cầu phao đấy ạ. Anh vừa lên vừa like được một lúc rồi. Ơ Dũng làm rủ em không đi ấy à? Sang mày này cái bạn lái. Dạ hiện là bé Đức Long chưa cô Nguyễn Hà. Bé Đức Long chưa ạ? Dạ hiện tại còn 4 người nữa chị Tạ Ngọc Tính ạ. Còn 4 người nữ nữa ạ. 8 người mất tích thì hiện tại mới tìm được thấy 4 này ạ. Vâng. Ở đây thì được vào không? Không có. Về hết mà, được xong. Người đường Phương Nam với cả Pháp Y làm xong hết. Hiện tại hôm nay tìm được thêm tài xế xe ben chị Chi Chi ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Đình. Em có đăng. Cô Đức Đình. À, rồi chị. Dạ sáng nay là tài xế xe ben thứ hai đấy chị Dung Nguyễn ạ. Hôm nay là tài xế xe ben thứ hai đấy ạ. Dạ hôm sập cầu Phong Châu hiện tại là có gặp nạn là 11 người gặp nạn thì 3 người may mắn sống sót còn 8 người mất tích ạ. Thì hiện hôm nay đến hôm nay là tìm được 4 người. Tìm được 4 nạn nhân rồi đấy ạ. Hiện tại còn 4 người nữa ạ. Hôm nay tìm thêm tài xế xe thứ hai rồi em. Dạ đúng rồi anh Tâm Anh 89 ạ. À chị ạ, chị Tâm Anh 89 ạ. Anh có. Vớt xe ben. Dạ chưa anh ạ. Xe ben thì vẫn chưa được, mới vớt được một chiếc lên rồi ạ. Hiện tại vẫn còn một chiếc nữa. Vâng, anh nghĩ làm được. Từ mặt nước này xuống thì từ mặt nước này xuống tầm 20 mét thôi. Từ mặt nước này xuống tới đấy 20 mét mà. Cầu phao vẫn chưa xong ạ. Dạ cầu phao vẫn chưa xong đâu chị Đào Dung ạ. Hiện tại mới thử nghiệm, đang lắp thử nghiệm thôi ạ. Vậy tìm xác tại cầu hay ở đâu? Dạ trôi cái xa là 14-15 cây kia anh ạ. Anh anh Minh Nguyễn Thị. Chị anh Minh Nguyễn Thị chứ. Dạ hiện tại mới vớt được tìm thấy được hai tài xế xe ben đầu kéo và hai vợ chồng cô chú người ở Thanh Thủy. Anh Thủy đi xe máy đấy ạ. Hiện tại vẫn còn 4 người nữa. Dạ hiện tại tìm được 4 trên 8 rồi ạ.
Dạ không có đâu anh Mạnh Trần Tuấn ạ, không có xe con nào đâu ạ. Trôi cách 4 à, em dạ không, trôi cách đây còn 14 15 cây thôi ạ. Trôi ở dưới Bạch Hạc đấy ạ. Bạch Hạc Việt Trì đấy ạ. Hai tài xế cùng một xe hãm. Dạ không ạ, hai tài xế là mỗi người một một xe ạ. Dạ hiện tại tìm được 4 rồi ạ. Có xe con mà không có đâu, xe con nào đâu chị Nguyễn nhá. Không có xe con nào đâu ạ. Dạ sơ chưa được tìm, chưa được thấy đâu anh Huy Nguyễn 5 năm ạ. Sơ chưa ạ, để tìm kiếm đến bao giờ. Dạ có mấy ô tô, dạ có hai xe ben đầu kéo thôi anh Thắng Hà ạ. Có hai xe cái ben đầu kéo đó ạ. Thì hiện tại là đều tìm thấy cả tìm cả nhà đâu rồi, đi ra sông bắt cá cùng em chung nhá. Ra sông bắt cá cùng em chung. Ôi ôi được nhiều. Toàn cá to, cá sông, cá ngon đấy cả nhà nhá. Bạn nào ăn đi, bạn nào biết lên chung chung. Cái cửa này nó ra mất. Nguyên cá sông to, đây cá sông đây. Đây là sông chỗ cây cầu Phong Châu đấy ạ. Cây cầu Phong Châu đây. Nguyên cá to. Ui cá này nhiều cá lắm cả nhà. Đấy các bà con ngư dân đi bắt về đấy nhá. Đây là cá sông chứ không phải là cá ao của mình, ao mình đâu. Đây là cá sông, cá thịt ngon luôn. Đây còn chim được còn đúng không? Ôi con cá này mê to này cả nhà này, con chấm này, con chấm này các ngày các bác ấy xích vào đây này, chú quay cả nhà xem đấy, con chấm này ngon này, xích vào rồi. Đây là những con cá này bị xích, đấy những con này xích vào, còn bên này bà con đang bắt đây này, ui nó bắn, ướt hết luôn. Chúng đang ở tại cầu Phong Châu Phú Thọ nhé, hôm nay đang cắt cái sắt của cái cầu, cắt sắt thành cầu để chuẩn bị vợ chụp quét nào ô tô đi gặp nạn ông nọ. Đây bắt không cũng mệt cô nhỉ, nhiều kinh khủng luôn. Đây mọi người nhìn thấy đâu không, đây là bến ở chỗ này là đang chuẩn bị làm một cầu phao nhé, cho quân đội nhân dân Việt Nam đang làm nhé. Cầu phao đây và trên này cũng thế, còn bên kia thì đang cắt cầu để may để trục vớt hai ô tô mà bị gặp nạn ông nọ đấy cả nhà. Ô tô gặp nạn ông nọ lên đây, bắt hai con này lên nên nó đang bị nổi bậy nổ bụng với anh ạ. Nó đang bị nổi bụng như này, nó to quá. Xích cá như kiểu là như kiểu là xích chó. Xích cá mà đây. Đấy người ta đi bắt kẻ trực tiếp, bắt trực tiếp cá sông ấy. Chứ không phải là cá hồ chứ đâu, cá này cá sông mà sông nơi nước rất sâu nhá cả nhà nhá. Giữa đây là 10 mét, có chỗ đỉnh điểm là 20 mét ấy, không phải là nông đâu. Nước chảy xiết như này là cá của con cá rất ngon đấy. Nước chảy xiết này cá nó rất ngon. Và những con cá nó to lắm cả nhà. Con cá to cả nhà. Ui, con mấy con này? Con chùi to đấy. Con chùi to. Đánh bắt linh tinh đâu. Cái này nó chắc thịt của nó lâu đời lắm rồi. Có Dũng vừa like rồi đấy. Dũng vừa like chắc là xuống nghỉ ăn cơm trưa. Mọi người bên anh cũng nghe tiếng em á. Trước em lại nói to quá. À, em chào 865 anh chị đang trên đường live của anh Cường Phú Thọ nhá. Ok. À, Dũng em vừa ra. Ôi. Lên nhảy luôn một ca sợ thật. Vừa ca 6. À, vừa. Hay anh. Bên ta giữ 2 ca. Ở kia có một bạn kia. Tài xế đầu kéo kẹt ở đâu vậy? Dạ tài xế đây trôi cách xa đây 15 cây ạ, trôi dưới ở dưới sông Lô ạ, chỗ ngã ba sông chỗ Bạch Hạc đấy ạ. Vụ gì mà mất tích? Dạ đây là sập cầu Phong Châu Tam Đông Phú Thọ anh săn hàng ạ. Hôm nay lực lượng mới đưa tàu kéo lên để trục vớt nốt dầm cầu nhịp cầu 1 đấy ạ. Cứu được. Anh ơi vậy bao nhiêu người tử vong.
vụ cần sầu cầu giao thông này là 8 người gặp nạn ạ, thì hiện tại mới tìm được 4 ạ, hiện tại còn 4 người nữa. Dạ vâng, mới tìm được người anh sĩ số đẹp ạ, mới tìm được thêm tài xế xe ben đầu kéo đấy ạ. Hiện tại cầu phao chưa anh ạ, hiện tại cầu phao mới đang lắp thử nghiệm đấy ạ. Vì hôm nay nước trên thượng nguồn lại đổ về, cây cối cũng về cũng nhiều lắm ạ, nước lại chảy xiết nữa. Thân lưng quên mình. Dạ vâng, hôm nay tìm được thấy tài xế rồi chú anh Dương ạ. Hôm nay tìm thêm một anh tài xế rồi ạ. Anh tài xế sinh năm 81, người ở dân quyền Tân Đông Phú Thọ rồi ạ. Quay lắp cầu đi anh. Đây cầu mới lắp thử nghiệm thôi. Thanh Lộc ạ. Dạ tài xế trôi cách xa đây khoảng 15 cây ạ. Dạ hôm nay tìm thêm được anh tài xế rồi chị Nguyên Đoàn ạ. Anh Nguyên Đoàn. Dạ bé hai bé 2 năm chưa ạ? Dạ vâng, hôm nay nước lại ấy ạ. Ở trong xe hay nhảy ra ngoài anh. Hiện tại tài xế thì trôi cách xa đây, hôm nay được tìm thấy thì trôi cách xa khoảng 15 cây ạ. Ở dưới ngã ba sông Lô đấy ạ. Dạ hiện tại còn 4 người nữa ạ. Hiện tại 8 người mất tích thì mới tìm được 4 này ạ. Tài xế 81 quê Đan Phượng. À không phải đâu, nếu là 81 của em ở đây là chính là người anh ở đây là nếu hiện tại đang ở đây là anh ở dân quyền Tân Đông Phú Thọ đấy ạ. Dạ xe thôi anh sĩ cho đẹp ạ. Xe thì hiện tại vẫn chưa được trục vớt nhưng mà người anh trôi cách xa được khoảng 10 cây ạ. Anh Tám 81 ơi, em ở người đây mà em không rõ anh ở đâu mà anh bảo là gì trôi xa 15 mét. Thì từ cầu Hồng Châu anh nghĩ xem từ Hồng Châu xuống Bạch Hạc bao nhiêu cây ạ? Đúng rồi, Tám 81 hay kiệu, không biết cứ hay thích kiệu, có biết đâu. Ở đây hay trêu đấy à? Tám 81 đấy. Xe chỉ mà mở cửa được ra nhở? Vâng, cái đó em không rõ đâu ạ. Xe tìm thấy không? Dạ, hiện tại xe thì vẫn chưa được trục vớt đâu ạ. Hiện tại mới tìm thấy anh C trên 81, người ở dân quyền Tân Đông Phọ. Hôm nay nổi là cách đây khoảng 15 cây ạ. Lắp cầu phao chưa? Dạ hiện tại cầu phao mới lắp thử nghiệm thôi anh Lê Tuấn ạ. Lắp cầu phao cái công ty. Xe có bụi. Dạ xe thì hiện tại lực chức năng chưa được tìm kiếm trục vớt đâu ạ. Mới thấy anh tài xế trôi cách đây khoảng 15 cây đấy ạ. Còn 4 người nữa, nữ nữa phải không? Dạ đúng rồi chị Vân Ngọ ạ, còn 4 người nữ nữa. Nguyễn Thế bị báo cáo thấy họ nói vậy. Dạ vâng, hôm nay mới thấy thêm được anh tài xế xe ben rồi ạ. Hiện tại thì 8 người mới thích tìm được 4 ạ. Hiện tại còn 4 người nữ nữa. Dạ hôm nay tìm được thấy thêm tài xế xe ben rồi chị Thúy Nguyễn ạ. Hiện tại hôm nay tìm thêm một tài xế xe ben rồi ạ. Người trôi đến đâu? Dạ người trôi xuống ở tận dưới sông Lô ạ. Sông Lô Việt Trì ạ, chỗ ngã ba sông Bạch Hạc đấy ạ. Hiện tại hai bé cái năm chưa được tìm thấy đâu chị Út Liễu ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Thúy Nguyễn. Qua ngồi chung với Dũng cho nào cho vui. Vâng, anh Dũng đang đang like. Cái xe ben đầu kéo thầy ạ. Hiện tại đã tìm thấy hai anh xe ben đầu kéo tìm thấy rồi ạ. Tài xế xe ben chắc vỡ kính trôi ra ngoài anh nhỉ. Dạ vâng, em nghĩ tài xế đấy không thắt dây an toàn nên vỡ kính được trôi, còn anh tài xế
sinh năm 1986 đấy ạ. Thì hôm trục vớt lên là vẫn ở trong cabin mà vẫn thắt dây an toàn. Anh ở chỗ trời tối vậy anh. Anh ở chỗ anh đúng rồi, chỗ anh trời nhiều mây lắm nên trời hơi tối. Vậy là giờ còn 4 nữ. Dạ vâng, hiện tại giờ còn 4 nữ nữa ạ. Sập cầu Phong Châu là có tất cả 3 nam 5 nữ, thì hiện tại đã vớt được 3 nam 1 nữ rồi ạ. Thì còn 4 nữ nữa ạ. Dạ, đội cứu hộ lực lượng của quân đội thì đông lắm ạ. Trên dưới thì đông lắm ạ. Đây các chú vẫn làm đấy, dọc hết ra tao bên trên này thì nhiều lắm ạ. Hai bên thì nhiều lắm ạ. Đây còn tất đằng này nữa ạ. Đây theo dọc dưới sông này nữa. Đây lực lượng quân đội vẫn còn ở dưới dọc dòng sông này nữa. Dọc hai bên dưới sông đấy ạ. Bị hồi nào dạ, cầu Phong Châu sập hôm 9 tháng 9 ạ. Cầu Phong Châu này là sập hôm 9 tháng 9 ạ. Cái đó em không rõ đâu anh Tuyền Dương ạ. Hôm đấy bảo có một xe khách phải không hả bạn? Dạ không có xe khách nào đâu anh Huy Hồng ạ. Không có xe khách nào đâu ạ. Thế thì dạ sơ hàng chưa ạ? Dạ sơ hàng chưa được thì thấy đâu ạ. Đội tìm kiếm nạn nhân có bao nhiêu người? Đội tìm kiếm nạn nhân có bao nhiêu người? Cái đó em không rõ được các bạn, nhiều lắm ạ. Nếu để tìm kiếm nạn nhân thì nhiều ạ. Lực lượng chức năng thì nhiều ạ. Tìm thêm nạn nhân ạ. Dạ hiện tại hôm nay tìm thêm một anh tài xế xe ben rồi ạ. Tin đồn của mạng rất lên quên bảo có xe khách 4-5 chỗ. Dạ không có xe khách nào anh Tùng Dương ạ. Không có xe khách có xe con nào ạ. Hôm sập cầu này chỉ có 2 xe ben dơ móc đầu kéo và một số xe máy thôi ạ. Không có ô tô 4 chỗ và xe khách nào đâu ạ. Sập cầu này tất cả là có 8 người mất tích. Thì hiện tại tìm được 4 người anh ạ. Hiện tại vẫn còn 4 người nữa. Dạ vâng, có đi tìm kiếm xa hàng trong cây số không bạn? Dạ có, người nhà vẫn ấy mà mất thuê tàu thuyền đi dọc dầu sông để tìm kiếm nạn nhân. Để tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại. Xe có lấy được nước ở đây không? Anh tài xế tìm thấy ở đâu? Dạ anh tài xế tìm thấy ở dưới Hạc Trì, Việt Trì, Phú Thọ. Cách đây khoảng 14-15 cây ạ. Cách cầu Văn Lang 4 cây ạ. Sao bảo có cả xe 4 chỗ em? Dạ không có xe 4 chỗ nào đâu chị Dung Hà. Không có xe 4 chỗ nào ạ. Dạ sơ chưa anh Lộc Nguyễn ạ? Chưa ạ. Dạ quen. Chẳng quen như đi sao lại không về đấy bà. Cái gì? Cái gì? Xe à? Đi xem đi xuôi đâu. Xem xe đâu. Đấy hôm nay nước lũ thượng nguồn về cây cối vẫn còn ấy ạ. Hôm nay vẫn về nhiều lắm ạ. Trôi giặt về nhiều. Chắc bởi hôm nay mưa, trên thượng nguồn mưa nên nước vẫn chảy xiết lắm ạ. Người nhà đang ở gần chỗ bạn à. Người đi xe máy sang qua cầu cũng bị. Rồi người đấy có sống không? Sao ạ? Chỗ đơn đã chính xác qua hai đầu. Đọc cái nước chính xác bao nhiêu người rơi xuống sông. Dạ vâng, vì hôm nay nếu mà người nhà mất tích thì bao nhiêu người thì chắc là người nhà cũng đến trình báo với lực lượng chức năng rồi ạ. Không, kéo nước ở đâu. Nó phải có A con thuyền thôi. Đấy, nó kiểu nó mấy xéo vào nhau thôi. Vì hôm nay là 14 ngày rồi ạ. Những người còn lại chắc là bị xa rồi. Nước đẹp này, không có đảm bảo. Cả hai bên đầu đây trên này nữa đấy, đây các chú vẫn đang gia cố lại bờ kè đấy, hôm nay đang đổ. Có phải vừa tìm được anh tài xế trong cabin còn lại không? Dạ vâng, đúng chính xác là vừa tìm được thêm được tài xế anh xe ben nhưng không ở trong cabin đâu ạ. Trôi cách đây khoảng 10 là 45 cây cơ ạ.
Anh lái xe đấy trôi cách đây khoảng 14-15 cây ạ. Không ở trong cabin đâu ạ. Dạ hiện tại mới tìm được 4 trên 8 đây ạ. Hiện tại mới còn 4 người nữa ạ. Xe 4 chỗ hay sao hai người 4 chỗ người trong đó? Dạ không có xe 4 chỗ nào đâu chú 588 ạ. Không có xe 4 chỗ nào ạ. Mang về có cá chấm đen mua mang về nhé. Vâng, cá chấm đen đây nhiều đó. Dạ hai bé H5 chưa ạ. Hai bé H5 hiện tại vẫn chưa được tìm thấy đâu ạ. Dạ tìm được 4 người là có hai tài xế xe ben đầu kéo và hai vợ chồng cô chú đi xe máy người ở Thanh Đồng ạ, Thanh Thủy Phú Thọ. Đấy hiện tại là tìm được 4 người rồi ạ. Dạ không, mới tìm thấy tài xế xe ben trôi đâu ạ. Hiện tại xe thì còn một xe ben nữa chưa được tìm kiếm mà trục vớt đâu ạ. Hiện tại mới tìm thấy tài xế rồi ạ. Dạ vâng, còn 4 người nữa. Cầu phao lắp được đoạn nào chưa ạ? Dạ, cầu phao thì mới lắp được thử nghiệm 3 nhịp rồi ạ. Đây cầu phao đây ạ. Mới đang lắp thử nghiệm đây ạ. Ở dưới đáy xong rồi. Người thứ tư được tìm thấy khi nào ạ? Dạ người thứ tư tìm thấy sáng nay ạ. Thì hiện tại lúc 1 giờ thì đã được bàn giao về với gia đình rồi ạ. Dạ gì chưa anh Huấn Pro 37 ạ? Gì vẫn chưa ạ? Thấy rồi thì đó, thấy rồi bạn ạ. Anh C là hôm nay được tìm thấy hôm nay rồi. Anh nổi cách đây 45 cây bạn ạ. Dạ vâng, cầu phao mới lắp thử nghiệm đây ạ. Dạ hiện tại sơ chưa được tìm thấy đâu ạ. Tìm thấy hai vợ chồng và hai tài xế rồi anh. Dạ đúng rồi chị Phương Thảo ạ. Tìm thấy hai vợ chồng đi xe máy và hai tài xế lái xe ben rồi ạ. Dạ chồng cô đi xe máy tìm được thấy rồi nha cô chị Khánh Huyền. Đã tìm thấy hai vợ chồng rồi ạ. Hai vợ chồng đi xe máy đã thấy rồi ạ. Hiện tại 8 người mất tích thì còn mới tìm được 4, còn 4 người nữa ạ. 4 người đều là nữ ạ. Hiện tại còn 4 người nữ chưa được tìm thấy ạ. Dạ em sinh viên chưa ạ? Tổng bao nhiêu người bạn? Dạ tổng 8 người ạ. 8 người mất tích thì tìm được 4 người ạ. Hiện tại còn 4 ạ. Dạ hai bé K2 K5 chưa ạ? Hiện nay hai bé cái năm chưa được tìm thấy đó ạ. Tìm được ở đó cách xa không anh? Dạ cách đây 45 cây chị Khánh Huyền ạ. Dạ thương tâm quá, mình cũng là người Thọ. Dạ vâng anh Đinh Thị Lam. Nay tìm thấy thêm ai ở chỗ nào vậy? Dạ, hôm nay tìm thấy thêm anh tài xế xe ben ạ. Trôi cách xa khoảng 14-15 cây ạ. Ở dưới Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ đấy ạ. Hai tài xế tìm ở đâu? Dạ hai tài xế thì một tài xế thì vẫn ở trong cabin và một tài xế xe ben thứ hai là trôi cách xa đấy khoảng 14-15 cây ạ. Anh tài xế là đầu tiên là xe cuối cùng đấy là rơi vẫn ở trong cabin này ạ. Vẫn ở trong lồng cầu thì hai tài xế thì... Một ca tư người có thể thả tim và follow kênh cháu được không ạ? Tìm thấy sơ hàng chưa? Dạ hiện tại sơ chưa ạ? Hiện tại sơ vẫn chưa tìm thấy đâu ạ. Anh thầy sĩ Ben chắc là nhìn thấy rơi cuối cùng. Hả em?